Hai sếp ngủ ngon giấc phết nhỉ. Hôm nay sếp Hiếu đi Hàn ODF giới thiệu đại úy Bùi Trung Hiếu. Hàn cáp 24 sợi. Hàn được mấy sợi rồi đây anh? Nhiều lắm rồi. Hàn cáp quang biển này, đang ở dưới biển này. Đang ở dưới biển. Đây là đang chui vào gầm chạm. Chạm ở biển. Chạm. Chạm nước đi. Gọi người ta vào bắt thì... Giấy. Sao được như ngoài này? Đây là cáp 24 sợi mọi người nhá. Đây, nó có 4... Nó có 4 sợi to này. Trong 4 cái sợi to này thì nó sẽ có 6 cái sợi nhỏ như này. Theo như cấp quang thì người ta sẽ đọc là sợi này là sợi dương này. Sợi này cam. Sợi bên dưới là sợi lục. Và đây là sợi nâu. Trong mỗi cái quát như này ấy, thì nó sẽ có 6 sợi con như này. Là dương, cam, lục, nâu, xám, trắng. Đấy. Khi mà hàn vào cái sợi sợi này là sợi gì anh hiểu? Pitai. Hả? Pitai. Sợi pitai thì mình cũng sẽ hàn đúng theo kiểu dương, cam, lục, nâu, xám, trắng này. Đỏ đen. Đây là mẫy hàn. Không ăn thua ai. Cái nó còn vỡ. Xoay đầu đi. Hôm nay anh em sẽ hàn 3 cái sợi cáp 24 này. Đấy. Alo. Hiếu à? Vâng. Alo. Vâng. Hiếu à, sao cho kiểm kê Hiếu? Kiểm kê hả chị? Kiểm kê trắng, trắng năm ấy. Vâng, vâng. Quên mất. Quên mất nhớ nào ấy. Mình nhắc trên nhóm mãi mà sao lại... Đây. Mẹ nghèo đéo có tiền rách cả quần luôn. Alo. Vâng vâng. Tí nữa kiểm kê chị. Làm luôn đi nhá. Vâng vâng. Chuyển cho người em 26 rồi. Vâng vâng. Mà kiểm kê cho anh phát. Thế anh ấy đi để em hàn cho. Để anh hàn cho. Ờ. Vâng. Vậy anh vào rồi đi. Xác nhận tài sản anh lưu manh anh gửi. Đây, dương sẽ hàn vào sợi dương của sợi dây nhảy này. Cam sẽ hàn vào sợi cam. Cái trắng trắng như này người ta gọi là ODF mọi người. Đây là nốt mấy đây? Anh có những hàng gì? Cứ có còn hàng, hàng hết còn đấy rồi. Ít thôi mà, mấy cái rồi.
Ôi sao không có con gì này. Đó hàng thu hồi. Giấy lấy giấy cho anh. Em không tìm thấy giấy đâu. Trong xong. Tháo xuống được. Tháo kia đi. Có ấn được đâu mà tháo. Chuột sợi đi anh ơi. Thôi dí đi đằng sau thì mới tháo chứ. Nó mất cái chốt thì còn đâu nữa. Sợi nào đấy? Đây, này, vào đi. Xong chưa? Xong một quá rồi. Anh làm ăn như này chết. Lúc này đốt hết mà em ấy cũng... Quên cái làng em mấy trăm cổ. Có 40 mét một cột, nếu mà tính cả thuê bao của nó bao nhiêu như vậy. Vâng, thì có cột nào là đi hết. Cứ khảo sát đi được cột nào là đi. Đấy, đừng có lấy cái khoác kia. Hôm nãy không tay cáp. Tay quạt. Không tay quạt rồi. Thế mà bảo còn cái. Sợ nó vỡ lưỡi chứ sao. Đây này. Đèn báo không đi chiến đấu nữa nha. Sợ nó còn cục nguồn của nó cơ. Mở anh giúp. Đáng quá. Em đã bảo là bỏ ra trước đi, không nghe. Đỏ trước đi. Đỏ không lấy rơi đâu. Đỏ đen vàng tím hồng xanh lơ. Được chưa? Xương cam. Rồi. Chương đi làm sao thì chẳng ơi. Để tôi năn nút cái nắp vào đã. Ở dưới này mát nhỉ? Mát lắm anh ạ. Đi kia gì nhỉ? Nó có điều hòa nhỉ? Mát hơn nhỉ? Đây là chó chui gầm chạn đấy. Gầm bàn. Đấy, không chui gầm chạn nữa đâu. Hàn hay quá rồi nhỉ? Biết được với các anh, chạm với các anh chạm em đéo hàn một sợi được. Đã có chạm này nó đang ở ngoài OS, có làm hay không? Bảo một câu. Đây là OS à? Đi về hết bây giờ đấy. Ừ. Chưa có bàn giao cho ai cả. Mới bàn giao cho Kiên thôi. Dương cam, lục nâu, xám trắng. Tí nữa anh phải đi kiếm cái gì để đặt rồi. Nó rơi xuống đất. Bận sợ. Ơ sao lại hàn kiểu gì đấy? Được chưa? Sao lại hàn đỏ vào cái dương? Điên à? Quát cam rồi mà. À, có cam à? Bánh trận giờ có biết hàm không? Vãi lều. Đốt ngay đây mày. Hồi vãi. Thì nữa anh cho ông lung vào đấy nhá. Lại làm cái này là em không thấy không hợp lý đâu. Cái gì? Thì nữa anh cho ông lung vào hết mấy cái. Anh cho hết rồi mà. Cái nó đang bị mắc cạn. Yeah.
còn xe thứ ba ạ. Một tắt. Lạc hết cái nồi này. Quấn đẹp được. Tiếp theo để được hai vòng nhé.